Long Thể Thao xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đầu video thì rất mong tất cả các bạn hãy để lại cho em một nút like cũng như ấn đăng ký kênh nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Như vậy thì đội tuyển bóng truyền quốc gia nữ Việt Nam của chúng ta đã có trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển bóng truyền nữ trẻ U22 Pháp trong khuôn khổ lượt trận phân hạng vị trí thứ 5 giải những ngôi sao thượng hải Footstar đang được diễn ra tại thượng hải trung quốc và không có gì bất ngờ khi được đánh giá nhỉnh hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn thì đội tuyển bóng truyền quốc gia việt nam của chúng ta cũng đã có một trận thắng dễ dàng trước các cô gái trẻ u22 của đội tuyển pháp với chiến thắng này thì đội tuyển việt nam của chúng ta đã chia tay giải đấu Futuista những ngôi sao thượng hải ở vị trí thứ 5 Trung cuộc xin chúc mừng bóng truyền nữ việt nam và sau giải đấu này thì đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại nước để chuẩn bị tham dự một giải đấu lớn hơn giải đấu chính thức mang tên Civil League, nơi có sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á như là đội tuyển bóng truyền nữ Indonesia, đội tuyển bóng truyền nữ Thái Lan và đội tuyển bóng truyền nữ Philippines. Và rất mong các bạn hãy luôn luôn theo dõi, đồng hành và cổ vũ cho các cô gái vàng bóng truyền Việt Nam của chúng ta nha. Và bây giờ mình xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.